Riêng bạn bây giờ đã tiếp cận Airsoft. Và đây là dẫn chứng cho anh em Beretta phiên bản 95% kim loại, có đến tận 3 màu: bạc, đen và màu khói. Nói em nó là tiệm cận Airsoft vì kim loại các thứ thì nhiều dã man, như là slide, thân dưới, cò, lấy cò, búa đập, khóa an toàn, chốt slide, nút nhả băng đạn, chốt đeo dây. Riêng cái phần gạt chế độ này sẽ không dùng được, hơi tiếc. Băng đạn được làm y như thật luôn, kim loại cả cục. Khối lượng thì đạt tới 80% so với bản thật. Em nó nặng 760g, bản thật là 970g. Nặng như thế này thì anh em lôi ra tập tạ được luôn. Đi sâu vào chi tiết thì hai ốp miệng được khắc hoa văn khá chỉnh chu, cầm thấy tăng độ ma sát đáng kể. Các chi tiết thông tin được dập chỉ hòa vào sơn của súng trông đẹp thực sự. Tháo em nó ra thì quá dễ, để tôi hướng anh em tháo nhé. Anh em chỉ cần bấm nút này và xoay cái chốt này, và thế là anh em có thể rút cái phần slide trên ra một cách đơn giản. Trong phần slide này thì các linh kiện vẫn hầu hết là nhựa, đó là phần piston, phần ống piston, còn phần nằm trong này vẫn là kim loại. Anh em có thể thấy các chi tiết ở phần thân súng bên trong đều là kim loại hết. Đây, kim loại này, kim loại này, kim loại này. Quá xuất sắc. Như mọi khi, để tôi hướng dẫn anh em sử dụng và bắn test em Beretta này nhé. Gạt cái chốt này xuống và đẩy vào đây, rồi sau đó cho đạn vào, rồi gạt chốt này lên. Thế là xong. Bây giờ mình sẽ test uy lực của em nó nhá. Vậy là uy lực của em nó đang ở trong khoảng 45-53m/s anh em ạ. Tôi sẽ test cho anh em liệu rằng em Beretta 95% kim loại này có hay bị tác tạ của anh em nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết đạn. Đặt thử một băng nữa xem thế nào anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ tôi sẽ test em nó xem độ chính xác của em Beretta này đến đâu nhá. Ok, phết nhỉ. Đạn hơi vỡ. Được đấy chứ. Đạn vỡ. Chuẩn phết anh em ạ. Được đấy. Ok, phết đấy chứ. Bài test tiếp theo nào. Còn bây giờ anh em mình thử với cả cái lon bia này xem uy lực con này đến đâu nhá, có móp được không nhá. Ôi trời ơi. Móp luôn. Lại phát nữa này. Quá đã. Phát nữa này. Phát cuối này. Hiện tại thì Bulletin đang có bản Beretta chạy điện nhựa giá 1 triệu và bản Beretta 95% kim loại giá 1,2 triệu. Nếu là anh em thì anh em sẽ chọn bản nào? Với ba màu này anh em thích màu nào nhất? Hãy comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Link không che vẫn sẽ có ngay tại đây trong phần mô tả và comment bên dưới. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Bulletin. Hẹn gặp lại anh em trong những review tiếp theo. Xin chào.